Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được đến với những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực thủy sản đến từ khán giả Tạ Xuân Bắc có số điện thoại 0988 3 số cuối 479 ở Ninh Bình. Khán giả có hỏi về 3.000 m² ao muốn thả lẫn lộn cá chấm, cá chép, cá rô phi để nuôi chung thì có được hay không? Xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. À, đối với nghề thủy sản chúng tôi đã có hai cách nuôi, gọi là nuôi đơn và nuôi ghép. Khán giả gọi là nuôi lẫn lộn cũng được thôi, nhưng mà thôi thì cũng nói cho nó từ cho nó bay bướm văn vẻ tí, ta gọi là nuôi ghép. À, cái đấy là rất tốt, thì tôi có thể tư vấn cho khán giả có thể nuôi ghép như thế này, là tổng số là chỉ khoảng độ một con cá nuôi từ 1 đến 2 m². À, thì gồm có cá chấm 20%, rô phi 60%, cá chép 10% và cá khác 10%. Đấy, anh phải tính như thế vì con chấm cỏ là nó ăn cỏ, thế còn rô phi thì nó ăn tạp, còn cá chép nó ăn đáy, thế còn cá khác có thể thì cá mè, cá trôi thì khoảng 10% nữa. Thế tổng số là 100%, mà thả chỉ một tức là một con thì thả 1 đến 2 m², khi thả ta gọi đây là nuôi quảng canh cải tiến chứ không phải nuôi thâm canh mà bán thâm canh. Chúc khán giả nuôi cá thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn vừa rồi ạ.